Hôm qua em lên rừng, hôm nay em lại xuống biển. Nay đi xuống biển để tham quan một số vùng đất, xem bất động sản ven biển nó như thế nào. Hiện tại thì em đang ở ngay chỗ khu vực Bình Thuận. Và đây là khu vực Bình Thuận thì nó phía trong đây thì có rất là nhiều khu công nghiệp đang hình thành. Và khu vực này thì biển rất là sạch và sẽ có một số nhà đầu tư về đây sẽ đầu tư lên cái khu du lịch sinh thái. Tại vì so với biển ở Bình Thuận này nó sạch và đẹp hơn với biển Vũng Tàu, bãi trước bãi sau. Nhưng mà ở đây anh chị thấy không, biển rất là đẹp, không hề có rác rưởi này này kia gì hết. Đây là một cái bãi biển rất là tuyệt vời. Nếu mà đầu tư về đây mở khu du lịch sinh thái thì rất là tuyệt vời. Hôm nay em cùng với một số anh em ở trong đoàn để ra khu vực Bình Thuận để tham quan và tham khảo về bất động sản tại khu công nghiệp ở ngoài chỗ Bình Thuận. Đấy. Ở ngay cái chỗ cái đường ở đâu đây là bữa đây là có cắt băng cửa Phạm Minh Chính về đây để mà tham gia chuẩn bị là mở khu công nghiệp. Hiện tại em đã có mặt tại Bình Thuận, nơi đây đã thu hút rất là nhiều nhà đầu tư, đã bỏ với số vốn rất là lớn, hàng trăm tỷ để mà đầu tư tại cái khu vực Bình Thuận này anh chị. Tại vì em cũng có tìm hiểu thì tại cái khu vực Bình Thuận này, vào hôm là 30 tháng 8 cuối năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự khởi công khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 ở Bình Thuận anh chị. Cụ thể là chiều 30 tháng 8 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo các bộ, ngành, trung ương đã đến tham dự lễ khởi công khu công nghiệp Sơn Mỹ 1, xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận anh chị. Tham dự lễ khởi công còn có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bộ trưởng Thượng tướng Vũ Hải Sản và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 có diện tích là 1.070 ha và nằm sát bên quốc lộ 55 thuộc xã Sơn Mỹ, Hàm Tân, Bình Thuận. Đây là cái khu vực mà kinh tế trọng điểm của phía Nam của Bình Thuận, giao tiếp với các tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu. Và khu công nghiệp này là do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Sơn Mỹ IFICO làm chủ đầu tư anh chị. Theo chủ đầu tư, khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 không chỉ là một trong những khu công nghiệp có cái quy mô lớn tại Việt Nam mà còn là định hướng khu công nghiệp thông minh và thân thiện với môi trường đầu tiên tại Bình Thuận cũng như vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, hệ thống cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp được chú trọng đầu tư rất là bài bản, phát triển và đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng khu công nghệ tiên tiến, đồng thời đáp ứng các cái tiêu chí về phát triển rác thải carbon. Điều này không chỉ tạo ra sức hút riêng cho khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 mà còn đem lại lợi thế cho các cái doanh nghiệp xuất khẩu khi lựa chọn đầu tư về tại khu công nghiệp này. Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 thì được quy hoạch với các cái chức năng là đất xí nghiệp, nhà máy, khu trung tâm dịch vụ, khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật, rồi đất cây xanh và mặt nước. Trong đó nổi bật là hai nhà máy điện Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 được xây dựng trên cái diện tích ước tính là 200 ha với tổng công suất là 4.500 MW, kho cảng khí là khoảng là 100 ha, hơn 430 ha đất dành cho các nhà máy và xí nghiệp. Khu công nghiệp Sơn Mỹ có hơn 30% diện tích đất dành cho các cái công trình hạ tầng kỹ thuật, khu vực cây xanh, mặt nước cũng như là văn phòng điều hành,
các cái công trình tiện ích, dịch vụ phục vụ hoạt động khu công nghiệp và đời sống của người lao động. Thì lễ khánh lễ công bố khởi công là như vậy. Còn hiện tại thì theo như em quan sát thì để mà lúc nào mà nó đi vào hoạt động thì cũng mình cũng không biết được là chính xác là lúc nào. Mặc dù vậy thì rất là nhiều nhà đầu tư đã bỏ với một cái số vốn cả hàng trăm tỷ và hàng chục tỷ đã đầu tư tại về khu vực Sơn Mỹ này anh chị. Rất là nhiều nhà đầu tư đã bỏ hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đầu tư về khu công nghiệp Sơn Mỹ này. Nhưng mà để mà biết được chính xác thì khi nào cái khu công nghiệp này nó đi vào hoạt động cũng như là sản xuất, có một cái lượng công nhân đông, thì chúng ta cũng không thể nào mà biết được chính xác được. Nhưng mà theo cái thị trường bất động sản cuối năm 2022 thì mức độ quan tâm với bất động sản nghỉ dưỡng tại các cái phụ lục du lịch trên các nền tảng trực tuyến thể hiện qua lượt tìm kiếm thì đều giảm mạnh so với đầu năm. Tại Kiên Giang, Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa hay là Bình Thuận cũng như là Bà Rịa Vũng Tàu và các lượt tìm kiếm về tài sản ven biển thì giảm khoảng là 48-51%. Trong khi tại Đà Nẵng và các cái tỉnh Quảng Nam, chỉ số này còn giảm tới 33-38% so với quý đầu năm anh chị. Về bất động sản nghỉ dưỡng cũng như là bất động sản du lịch thì không phải là cái phân khúc duy nhất bị sụt giảm thanh khoản trong 3 quý gần đây, mà trong 6 tháng cuối năm 2022 thì các cái loại bất động sản căn hộ, chung cư, đất nền, nhà phố, biệt thự đều lần lượt xuất hiện dấu hiệu là giảm tốc khi mà sức mua yếu dần, rớt giá trên thị trường thứ cấp anh chị. Các cái chuyên gia cũng dự báo là năm 2023 thì thị trường địa ốc vẫn có thể gặp nhiều khó khăn trong quý 2 cho đến quý 3 đầu năm anh chị. Trước viễn cảnh bất động sản trong 6 đến 9 tháng tới chỉ có các cái loại bất động sản phục vụ nhu cầu ở thật hoặc là khai thác được cái dòng tiền ổn định thì mới có cái cơ hội thanh khoản. Riêng bất động sản ven biển và nghỉ dưỡng thì vẫn còn gặp nhiều cái thách thức. Hy vọng những cái nhà đầu tư đã bỏ hàng chục, hàng trăm tỷ về các cái vùng đất mà sắp có cái khu công nghiệp khởi công này sẽ gặt hái được nhiều thành công. Còn hiện tại bây giờ thì những cái bất động sản mà đón đầu khu công nghiệp ngay lúc này á thì đang ảm đạm và cũng như là không có một cái sự phát triển nào. Để khi nào mà có nó tăng giá hơn á thì chúng ta phải chờ vào cái khu công nghiệp Sơn Mỹ 1 này nó đi vào hoạt động, thì ngay may ra là lúc đó bất động sản sẽ có cái chuyển biến tốt hơn. Thì video em làm đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu như anh chị nào đang xem video của em, hãy cho em một like cũng như là một đăng ký kênh để xem những cái video sau này em sẽ đăng lên và không bỏ lỡ những cái video mà em đăng trên YouTube anh chị nhé. Thì cũng là đầu năm 2023, em kính chúc tất cả các anh chị năm mới gặp nhiều may mắn, vạn sự bình an và luôn gặt hái được nhiều thành công trong nghề đầu tư bất động sản anh chị nhé. Em xin chào và tạm biệt.